Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện dự án chống ủn tắc giao thông gắn với đảm bảo trật tự đô thị. Những ngày qua, Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa đang khẩn trương bổ sung, thay mới, sửa chữa hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại an toàn. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đang bổ sung, sửa chữa khắc phục những tồn tại về hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ. Cụ thể, sơn, kẻ lại, các vạch kẻ đường bị mờ, mất tác dụng, thay thế các vạch không đúng với quy chuẩn giao thông đường bộ hiện hành trên 14 điểm tại các ngã tư. Đại lộ Lê Lợi, Nguyễn Hiệu, Đại lộ Lê Lợi, Lê Hoàn, Đại lộ Lê Lợi, Hạc Thành. Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Dương Đình Nghệ, Bà Triệu. Đặc biệt, một số hệ thống đèn tín hiệu tại các ngã tư bị hư hỏng sẽ được khắc phục, đảm bảo giao thông thông suốt, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giao thông an toàn.